Tên nhiều người Việt xuất hiện trong hồ sơ Panama. Hàng trăm người Việt trong nước lẫn hải ngoại có tên được tìm thấy trong hồ sơ Panama khi Hội Nhà báo Điều tra Quốc tế gọi tắt là ICIJ hôm qua đăng tải chi tiết của mấy trăm ngàn công ty vỏ bọc nước ngoài trong vụ rò rỉ dữ liệu gây chấn động thế giới này. Do tìm trên trang web của ICIJ có thể tìm thấy đến 189 tên công ty và cá nhân liên quan đến Việt Nam. Tài liệu này công khai danh tánh 23 cá nhân tổ chức trung gian, 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài và 185 địa chỉ chủ yếu là tại Hà Nội và Sài Gòn. Trong đó có những cá nhân thu hút sự chú ý của truyền thông trong và ngoài nước như ông Eric Van Nguyen, 32 tuổi, là người Canada gốc Việt đầu tiên có tên được tìm thấy trong hồ sơ Panama. Ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, gọi tắt là SSI, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch tập đoàn Sovico, chủ sở hữu của Furama Resort, bà Đàm Bích Thủy, cựu giám đốc điều hành của ngân hàng ANZ, ông Jonathan Han Nguyên, chủ tịch IMEX Pan Pacific Group, tập đoàn có dự định đầu tư một dự án có quy mô vốn khoảng 200 đến 300 triệu đô la ở Sài Gòn. Một số doanh nhân Việt Nam có tên trong vụ này phản ứng rằng việc có tên trong hồ sơ Panama là bình thường sử dụng công ty nước ngoài không phải là hành vi phạm tội và chưa có bất kỳ quốc gia nào cấm hành động mở công ty ở nước ngoài để quản lý tài sản. Báo Việt Nam Net của Việt Nam hôm nay trích lời ông Nguyễn Duy Hưng của công ty SSI nói rằng Tôi phải cảm ơn ICIJ vì đã quảng cáo cho tôi. Các nguồn tin trong nước cho hay Tổng cục Thuế và Bộ Tài chánh sẽ sớm kiểm tra những thông tin này. Báo điện tử VOV của Việt Nam trích lời ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nói rằng đây là vụ việc liên quan đến nhiều cơ quan chức năng và ngành thuế chỉ là một trong số các cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực này. Cũng theo hãng tin VOV, đại diện thanh tra chính phủ cũng cho biết đang theo dõi thông tin của hồ sơ Panama được đăng tải trên mạng, tuy nhiên có vào cuộc hay không phải chờ ý kiến chỉ đạo từ trung ương vì phải phối hợp với nhiều cơ quan chức năng. Các dữ liệu của ICIJ loan tải bao gồm thông tin lưu trữ trong gần 40 năm tính đến cuối năm 2015 và liên quan đến các công dân và các công ty tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, ICIJ khuyến cáo người sử dụng rằng có nhiều người và tổ chức có tên tương tự hoặc trùng nhau.